Tập 58, trận chiến của Tần Vô Song và lão già Dịch Trần Tử vẫn tiếp tục, lão ta tung liên tiếp nhiều đòn công kích tới Tần Vô Song, nhưng hầu hết tất cả chiêu thức đều bị hóa giải, duy phía sau thì thật ô dè à. toàn bộ ảnh hưởng của trận chiến đều khiến cho các binh sĩ không thể chống lại được, dù sao thì đây là trận chiến của cường giả sở hữu sức mạnh, mà họ không thể so được, dừng tung chiêu lại Dịch Trần Tử tự đắc, tiểu tử mùi vị thế nào? Vô Song xem thường khiêu khích ông ta, lão già à, sức khỏe của ông có vẻ không được tốt nhỉ, lão phu giết không được ngươi, ngươi đánh cũng không lại lão phu, cứ như vậy đánh nhau, nhiều nhất là hai người đều thua, nhưng ta còn có hai vị võ sư, của Tây Sở Quốc dẫn đầu đại quân 50 vạn người, đến lúc đó ngươi cùng tử diễm vương lĩnh của Bách Việt Quốc, nhất định sẽ không trụ được một ngày, vô song tự tin mà đáp lại dịch trần tử, ta sợ là ngươi hiểu nhầm rồi, ai nói là cả hai bên đều tổn thương cơ chứ, ngươi không có khả năng này đúng chứ, sử dụng thủ đoạn của ngươi, bị móc mói lão ta tức giận mắng, tiểu tử đừng có mà tự phụ quá rồi lão ta sử dụng linh lực tế điện, gương thanh kiếm trong tay lên cao, tụ một luồng linh lực cực lớn, lão ta nói với vô song, tiểu tử, lão phu thừa nhận ngươi tuổi còn trẻ như vậy, có được năng lực rất cường đại thật không dễ dàng, nhưng nếu ngươi cho rằng ngươi có thể đẩy lùi được Tây Sở Quốc, và cố gắng thay đổi vận mệnh của hai nước chúng ta, thì ngươi đã hoàn toàn sai lầm. Vô song nhìn lão ta mà cười nhẹ, à thế à, để ta xem cũng nên dùng thử sức mạnh thật sự xem sao, nói rồi cơ thể của vô song xảy ra biến đổi rất lớn, nhìn thôi thì chắc là đến đoạn nhân vật chính thể hiện rồi lão già dịch trần tử tung đòn công kích trước lão ta hét lên tiểu tử đi chết đi ngay lập tức linh lực của ông ta cường hãn bao lấy người của vô song cỗ năng lượng này cực lớn không biết liệu rằng vô song có xảy ra chuyện gì không thế nhưng làm cho tên kia thất vọng rồi tử diễm vương đầy kinh ngạc không thể tin được dính một chiêu mạnh như vậy mà còn chưa hẹo dịch trần tử cũng có vẻ như rất khó tin chắc chắn nhất là nhìn vào biểu cảm của ông ta vô song đứng đậy sau đòn đánh mở miệng nói lão già người mạnh thật đấy nếu là cơ thể trước kia của ta ta đoán rằng bản thân đã bị xóa sổ nếu ta đoán không nhầm thì thanh kiếm của ngươi cần có linh lực để điều khiển nó ngươi vừa dùng rất nhiều linh lực trong chiêu vừa rồi bây giờ ngươi muốn thế nào đây lão dịch trần tử vẫn còn tự tin mà nói đừng nghĩ rằng ngươi có thể thắng được ta sức mạnh linh lực của ta còn nhiều hơn thế nữa tu vi nhỏ bé của ngươi đừng hòng đánh bại được ta rồi thì lão ta bắt đầu tiếp tục giải phóng linh lực sẵn sàng tung đòn chiến đấu tiếp theo hai luồng sức mạnh to lớn lao vào nhau lần này thì lão ta đã thật sự nghiêm túc với thanh niên trước mặt của bản thân rồi vô song trong hình thái sức mạnh mới đang vận chiêu thức lên nắm đấm lão dịch trần tử vẫn còn xem thường người khác mà nói chỉ cần ta tập trung linh lực tạo thành một thể ngươi sẽ không làm gì được ta cơ mà sau mấy đứa đần này nhiều lời quá đến lúc hẹo thì lại bảo tại số tần vô song nhìn hắn ta bay đi từ từ nói từ lớp 1 đến lớp 5 ta còn chưa sợ rồi cậu tung một ảnh quyền đến lão già kia đòn này mang theo sức mạnh cực lớn sợ có là cao thủ canh giới trung linh đỉnh phong cũng khó mà đỡ được dính đòn dịch trần tử nằm bẹp trên đất theo tôi thì tên này chắc là nghèo rồi vô song nhìn ông ta, ta biết là lão già ngươi không dễ nghèo thế đâu. Rồi thì cậu lại nện tiếp một chiêu thức nữa tới lão già này, sóng xung kích từ đằng xa cũng gây ảnh hưởng, không hề nhỏ tới binh lính xích mục vương, vô song tiếp tục hỏi lão ta, ngươi vẫn còn sống à? Lão dịch trần tử nằm bẹp trên đất gượng nói, ta không ngờ rằng bản thân lại thất bại, không thể nghĩ tới sức mạnh của ngươi thật sự rất mạnh, thiên hạ hà tung hào kiệt cuồng anh hùng tự cổ thiểu niên lang, anh hùng xuất thiếu niên. Nhìn bộ dáng của ông ta vô song hỏi, Bây giờ ngươi nhìn ra bộ dạng này còn muốn chiến đấu nữa không? Lão ta khổ sở đáp lại, lão phu nhận thua, ta Tây Sở Quốc rút quân khỏi Bách Việt Quốc và không bao giờ này ra tham muốn nữa, là người thắng cuộc tần vô song nhìn ông ta cao ngạo mà nói, ngươi và hoàng đế của nước sở phải đích thân đến Bách Việt Quốc để xin lỗi. Trong vòng 30 năm tới, sở quốc phải cống nạp hàng năm, và số lượng cống nạp sẽ do ta và hoàng đế Bách Việt Quốc quyết định. Nói rồi vô song rời đi, dịch trần tử đương nhiên là chấp nhận rồi ông ta còn nhắc nhở tần vô song đi đến chiến trường phía đông ngay lập tức vô song chỉ quay lại nhìn ông ta một cái rồi rời đi thoát cái năm ngày sau ở vương lĩnh trời ban của tần vương tần vô song phía bên trong phủ mọi người tần ra đang bàn chiến lược người của tần vương đều được sơ tán đến kinh đô hiện còn năm vạn tinh binh chú thủ ban trung ương đã đang trên đường đến tịch nhi bất ngờ đẩy cửa vào khiến cho tần liên sơn lo lắng tịch nhi con tới đây làm gì không phải ta bảo con ở lại sao thế nhưng khiến cho tần liên sơn bất ngờ rồi theo sau chính là tần vô song bước vào trong vừa vào vô song đã hỏi mấy người chiến sự thế nào rồi mọi người lập tức cập nhật tình hình cho vô song mặt trận phía đông đã bị đánh bại trên toàn diện lam nguyệt vương đã thất thủ nếu vương lĩnh trời ban của chúng ta thua thủ đô sẽ ở phía sau chúng ta hiện tại lam nguyệt vương lĩnh đã thất thủ đại ngô quốc đa ở biên cảnh bất cứ lúc nào cũng có thể tiến công tứ đại tôn giả đã đến từ kinh tụng phía tây và phía nam tiến hành cuộc tự trinh chống lại những tên ngô tặc vô song đưa tay lên cầm suy nghĩ nếu như vậy thì phía tây và phía nam đã thắng vậy sao phía đông lại có thể bi thảm như vậy vô song hỏi vũ khốt hắn ta ở đâu qua lời nói của đại hề đại ca vô song như chết lặng sợ là cậu đã suy đoán ra gì đó bên phía của võ thánh bách việt quốc cầu kiển lệnh cô ấy đang bị những sợi xích linh lực trói lại bên phía dưới tứ đại tôn giả đang chiến đấu anh dũng tứ đại tôn giả đang cùng nhau chống lại tên tề thắng nam một cường giả vô cùng mạnh mẽ nhìn thế cục này sợ rằng không mấy khả quan tề thắng nam nói với đám người đại tôn giả không thể ngờ được bách việt quốc lại có thêm bôn cường giả tiên thiên Ngươi cái gọi là đích hộ quốc, học nghệ không tinh chết cũng không đáng tiếc." Đại thúc đầu chọc gắt lên, "Ngô Tặc đáng chết đừng nói nhảm nữa. Hôm nay bốn người bọn ta sẽ không dừng lại, cho đến khi giết hết các cao thủ bọn Ngô Tặc các ngươi." Lão Tể thắng Nam khinh bỉ ra mặt, phía trên thành hai người đang ngồi uống trà, một người là sư một người là đệ, nhìn người này thì có chút quen mắt hình như đã gặp ở đâu đó. Mình là HMK review Chuyện tranh, hãy ấn theo dõi kênh để đón xem những video mới nhất, tập 58 đến đây là hết rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi.